Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coin68. Thì trong ngày hôm nay, vẫn như những cái video thường lệ thôi, mình cũng sẽ là truyền tải cho anh em những cái diễn biến của thị trường trong vài ngày qua nó đã đi qua như thế nào để cho anh em có những cái nhìn nó khách quan nhất, nó tổng quan nhất và cụ thể nhất về cái thị trường mình, nó đang vận động như thế nào nha. Và một điểm lưu ý cho anh em mà mình luôn nhắc nhở trong những video của mình thực hiện rằng là đây chỉ là cái quan điểm cá nhân dựa trên cái phân tích cá nhân của mình mà thôi, và cách mình nhìn thị trường qua những cái phỏng đoán của mình, chứ đây không phải hoàn toàn là lời khuyên đầu tư hoặc là những cái nhận định đúng 100% nha anh em. Thì anh em cũng thấy đó, một cái điều mình thấy là nó khá là thú vị rằng là mỗi lần mà mình lên một cái video nào đó thì ngay lập tức thị trường sẽ đâm một cái cú nào đó nó thật sâu, nó thật mạnh, và sau đó nó sẽ hồi lên lại cũng mạnh như vậy luôn. Thì cũng vì cái lý do đó mà anh em hay gọi mình là tôi sợ video của ông này lắm, cứ mỗi lần ông này lên một cái là thị trường đâm. Nhưng mình cũng không hiểu sao mình lại có một cái tâm linh kết nối với thị trường như vậy được nữa. Nhưng mà mình hoàn toàn không có buồn lòng về cái điều này, mà mình còn cảm thấy vui nữa anh em. Tại vì là sao? Tại vì là những cái giá trị mình mang đến cho anh em, những cái thông tin hữu ích mình mang đến cho anh em, đó là những cái mà mình mong muốn nhất, chứ không phải rằng là mình cứ mong muốn rằng là mỗi lần mình lên một cái là thị trường sẽ up hay là thị trường sẽ down. No God, please no. No. Và biết đâu được là cái đó chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi, đúng không? Đó, nên là đó cũng là một cái chia sẻ nho nhỏ vui mà mình muốn gửi đến anh em mà thôi, chứ mình hoàn toàn không có phiền lòng vì cái điều đó cả. Nhưng mà anh em hãy chú ý nha, mỗi lần những video của mình lên là dường như là thị trường nó sẽ đâm xuống, và hầu như là nó chính xác tới 70%. Anh em cứ để ý mà xem. No God! Ok, vậy thì sẽ không dài dòng nữa đâu, mình sẽ tiến ngay vào video thôi. Thì ok, tuần này thì trong những ngày vừa qua thì mình cảm nhận rằng là ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Chắc hẳn anh em cũng đã khá là buồn, đúng không? Tại vì thị trường của chúng ta đã trải qua một cái cuối tuần, và cuối tuần qua một cái cú đâm khá là sâu. Và khi mà nó đâm như vậy thì nó đã kéo xuống cái mức gọi là 42.000 đô rồi. Và hiện tại thì nó đang hồi lên, nó đang hồi ở cái ngưỡng gọi là 50.000 đô. Đó, 50.000 đô, và ngày hôm qua là chạm 51 rồi, nhưng mà thật sự là đã không vượt qua được cái ngưỡng kháng cự này. Và bây giờ vẫn đang dao động ở mức là rất là vất vả ở 50.000 đô này thôi. Vậy thì cái lý do nào nó khiến nó đâm như vậy? Thì anh em có để ý á, ở cái video đợt trước mình có chia sẻ cho anh em rằng là sao? Rằng là cái sự kiện của Ấn Độ là nhất nha. Cái sự kiện của Ấn Độ mình đặc biệt quan tâm luôn. Và tại sao cái sự kiện của Ấn Độ nó xảy ra tầm trước 2 tuần rồi mà cho đến ngày hôm nay nó mới đâm? Thì nó lại quay ngược lại cái mà mình thường xuyên lý giải đến cho anh em rằng là sao? Rằng là mỗi khi có một cái tín hiệu, có một cái sự kiện nào đó nó xảy ra thì lập tức thị trường nó sẽ không phản ứng ngay đâu. Nếu mà nó có phản ứng đó anh em thì nó chỉ phản ứng một cách nhất thời mà thôi. Và những cái phản ứng đó nó sẽ phản ứng sau này, trong một cái thời gian, thậm chí là 1 tuần sau, 2 tuần sau, 1 tháng sau cơ. Tại vì sao? Tại vì đó là một cái sự vận động của bất kỳ một cái sự việc nào anh em. Thị trường cần có tính thẩm thấu. Tức là ví dụ như một cái thông tin này đưa ra, anh em thấy một cái thông tin mà khi mà nó đưa ra rồi thì thị trường phải cần thời gian để thích nghi với cái thông tin đó và thẩm thấu tất cả những cái yếu tố của thông tin đó để mà nó phản ứng giá ngược lại hoặc là giá đi tăng lên. Thì anh em thấy đó, cái sự kiện Ấn Độ là cái sự kiện nó cực kỳ phức tạp. Và mình nói một cách đơn giản để cho anh em dễ hiểu rằng là sao? Rằng là ban đầu đó, ông Ấn Độ đó, ổng nói là ổng không có cấm tiền mã hóa, đúng không? Nhưng mà ổng lại bất ngờ ổng đưa ra một cái dự luật rằng là ổng sẽ cấm tiền mã hóa để cho mở đường cho cái đồng tiền kỹ thuật số của ổng, là cái đồng CBDC. Đó anh em, CBDC của Ấn Độ sẽ được ra mắt và ổng cấm tất cả những gì liên quan đến tiền mã hóa hết. Nhưng mà trong cái luật đó nó ghi rằng là tiền mã hóa tư nhân, nó khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng là nếu mà tiền mã hóa tư nhân là tiền mã hóa thuộc về những cái quyền bảo mật cá nhân, những cái privacy riêng tư, thì nó lại liên quan đến những cái đồng như là Monero này nè, đó, những cái đồng mà thuộc về tính riêng tư như vậy. Thì liệu rằng cái luật này á, nó phải được giải nghĩa ra sao? Thì cuối cùng á, bên phía Ấn Độ đó, bên phía chính phủ Ấn Độ, họ cho rằng là cái luật này là tiền mã hóa tư nhân, tức là tất cả những tiền mã hóa mà không do nhà nước phát hành thì nó đều được gọi là như vậy. Vì thế nên là ngay sau khi Ấn Độ họ đưa ra cái tin đó, và tầm khoảng 1-2 tuần trước đó anh em, thì cái biểu hiện đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện, đó chính là cái sàn WorldX, là một cái sàn giao dịch hàng đầu của Ấn Độ luôn, và đã được Binance mua lại rồi, hình như mình nhớ không nhầm là năm 2019. Thì lúc đó Bitcoin trên thị trường Ấn Độ đã có một cái cú đâm cực kỳ mạnh, từ khoảng là 51.000 đô xuống 41.000 đô. Nhưng mà cái đó là chỉ tính riêng trên thị trường Ấn Độ thôi nha anh em, chứ không áp dụng cho thị trường toàn cầu. Lúc đó mình nhớ không nhầm á, là thị trường toàn cầu của chúng ta vẫn giao dịch ở cái mức gọi là gần 60.000 đô. Nhưng mà vào cái thời điểm đó là bên sàn Ấn Độ đã đâm xuống 41.000 đô rồi. Và anh em thấy bây giờ cái bức tranh hiện tại vào cuối tuần qua nó như thế nào? nó cũng đã đâm xuống 41.000 đô như vậy. Và mình đã lưu lại cái ảnh này để mình lấy làm tư liệu để mà mình làm video cho anh em. Đây, đây chính là cái đồng Bitcoin mà được giao dịch trên sàn của Ấn Độ vào cái thời điểm đó nè, tầm khoảng 1-2 tuần trước gì đó. Thì anh em thấy không, nó đâm một phát từ khoảng là 51.000 đô. Đây, nó đâm xuống đây, 41.000 đô. Nhưng mà tại thời điểm lúc đó thì mọi người á trên thị trường của chúng ta là vẫn nghĩ rằng là cái tin tức này nó chỉ ảnh hưởng tới thị trường Ấn Độ thôi. Nhưng mà anh em thấy không, cái sự thẩm thấu của thị trường rất là ghê. Và đây không phải là cái mà mình đã dự đoán trước. Ngay cả chính bản thân mình cũng hoàn toàn bất ngờ về cái thông tin này. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm, một cái bài học mà mình muốn chia sẻ cho anh em ngay trong video này. Và chính mình cũng đã vừa tiếp cận được và cũng vừa lĩnh hội được cái kiến thức này. Chứ mình chứ cỡ khoảng 1-2 tuần trước đây đó, ngay khi cái cú đâm trên sàn Ấn Độ như vậy đó, thì ngay cả chính bản thân mình thú thật với anh em rằng là mình cũng có những cái suy nghĩ như anh em mà thôi, chứ không có những cái suy nghĩ như thời điểm hiện tại. Nhưng mà hiện tại bây giờ dữ liệu của chúng ta nó đã trả về như vậy rồi, thì anh em hãy lấy đó là một bài học. Và mình cũng cho rằng là đây là một cái kinh nghiệm xương máu đối với mình luôn. Đó, nó y chang như vậy. Và nó biểu lộ ra một cái tính đặc trưng của thị trường là thị trường phải luôn cần tính thẩm thấu. Đó là cái bài học đắt giá mà mình rút kinh nghiệm được trong cái đợt đâm lần này. Thì anh em thấy nó tương tự như vậy. Nhưng mà chưa dừng lại đó đâu. Ngay sau khi mà ông Ấn Độ ông nói rằng là tôi cấm, tôi làm các kiểu đối với thị trường, thì lập tức ông đổi giọng liền. Chỉ 1-2 ngày sau thôi. Anh em thấy nó rất là hy hữu không? Nó rất là khó chịu á. Đó, thì ông nói rằng là bây giờ tôi không phải là tôi cấm hết, nhưng mà tất cả những giao dịch tiền mã hóa phải chịu dưới sự quản lý của chúng tôi. Và vào sáng hôm nay đó thì ông đưa ra cái mức phạt luôn. Ông nói rằng là nếu mà những sàn giao dịch đó, những người mà hoạt động trong thị trường tiền mã hóa tại Ấn Độ đó mà không tuân theo cái luật này, không đặt dưới sự giám sát của Ủy ban chứng khoán và giao dịch Ấn Độ đó, thì họ sẽ bị phạt như thế nào? Thì cái mức phạt của họ là 2,7 triệu đô hoặc là 1 năm rưỡi tù giam. Thì anh em thấy nó rất là căng thẳng không? Và đến thời điểm hiện tại đó thì nó vẫn chưa có hoàn toàn minh bạch được tất cả, mà cứ ngày hôm nay ông nói cái này, ngày hôm nọ ông nói cái kia. Đó, thì nó gây ra một cái sự khó chịu đối với thị trường của chúng ta. Và mình nghĩ rằng là những cái thông tin như thế này đó thì chúng ta sẽ không biết được tương lai nó như thế nào đâu. Và cái điều tốt nhất mình nghĩ rằng là bây giờ chúng ta hãy cứ, những anh em nào mà đang hô mà đang lỗ đó thì chúng ta hãy cứ nằm im thôi. Còn những anh em nào mà muốn vào hay là sao đó thì chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng một tí nha. Tại vì là thực sự là cái quá trình pháp lý nó diễn ra rất mình phải khẳng định là nó rất là chóng vánh luôn. Mà cái ông Ấn Độ là từ lâu ổng đã như vậy rồi, mà đến thời điểm hiện tại thì ổng vẫn giữ nguyên cái trạng thái đó. Và một điểm đặc biệt cho anh em biết là tại sao nó lại ảnh hưởng đến như vậy, chính là những người dân Ấn Độ đó anh em. Cái mức độ đầu tư của người dân Ấn Độ đó thuộc hàng top thế giới rồi, nếu mình không muốn nói là top 3 thế giới đó anh em. Nên vì vậy cái số lượng họ mua rất là đông. Nên mà bất kỳ một cái phết nào hay bất kỳ một cái chuyển biến nào mà nó tiêu cực một cái thì nó đều gây ra một cái hậu quả rất là lớn nhất thời đối với thị trường của chúng ta. Và một cái điểm tiếp theo mình muốn chia sẻ đến cho anh em, tức là một cái lý do ra sao. Tức là anh em biết là ở video được trước mình đã chia sẻ là lý do là do dịch, đúng không? Do dịch Covid và cái chủng mới Omicron đó. Thì thị trường truyền thống của chúng ta cũng đã ảnh hưởng, chứ không riêng gì thị trường Bitcoin đâu. Tại vì là cái chủng này, như mình nói một cách đơn giản cho anh em dễ hiểu, ví dụ như là chúng ta lo sợ một cái dịch nào đó nó sắp xảy đến, một cái chủng mới xảy đến mà chúng ta đang đầu tư một cái khoản đầu tư của chúng ta vào bất kỳ một cái thị trường nào đó, thì chúng ta lo ngại rằng là sao? Chúng ta lo ngại rằng là khi mà cái dịch đã tới rồi, mình không có đủ dự trữ sẵn tiền mặt để mình chống phó, để mình ứng phó với cái dịch đó. Vì thế, và nếu mà cái khoản tiền đó của mình đang đầu tư vào cái thị trường đó nó sụt giảm thì sao? Thì có phải là nó ảnh hưởng tới cái chất lượng sống, cái mức sống của mình hay không? Thì các nhà đầu tư đã lo sợ cái việc đó và họ đã rút ra. Và cái việc đó, cái nỗi lo sợ và cái biến chủng đó thì nó đã áp lên tất cả những thị trường tài chính của chúng ta, cả thị trường Bitcoin và cả thị trường chứng khoán truyền thống nữa. Đó là một cái lời giải thích của mình dành cho những anh em nào mà mình cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi rằng là những anh em hỏi là dịch mà đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà anh em hãy nên chú ý rằng là không phải ai cũng dành những cái khoản đầu tư rảnh rỗi của họ vào thị trường chúng ta. Thị trường của chúng ta là rất nhiều thành phần anh em. Chúng ta có những nhà đầu tư mà dành những cái khoản tiền rảnh rỗi cũng có. Chúng ta có những nhà đầu tư dùng phần lớn tài sản cũng có. Chúng ta có những nhà đầu tư đi vay mượn cũng có. Mình nói ở đây không phải là trên khía cạnh tiêu cực nha, mình đang phân tích ra cho anh em những cái dạng, những nhà đầu tư họ tham gia vào cái thị trường này. Và mình chắc chắn rằng là những nhà đầu tư họ dùng cái khoản đầu tư rảnh rỗi mà họ có thể chấp nhận mất đó anh em, thật ra nó cũng chiếm không có nhiều đâu. Mà mình nghĩ nhiều nhất vẫn là những nhà đầu tư họ dùng phần lớn tài sản của họ để mà đi vào cái thị trường này. Đó, thì cái nguồn tiền dự trữ của họ, tiền mặt ở bên ngoài nó không có nhiều, đúng không? Và cái mối lo ngại khi mà dịch nó ập tới chẳng hạn thì họ sẽ không ứng phó kịp. Và nếu dịch nó ập tới mà thị trường đi lên thì ok, tôi vẫn có thể ứng phó kịp, nhưng mà cái câu chuyện thị trường đi xuống nó lại là một cái câu chuyện rất là tăm tối, đúng không? Vừa đi xuống vừa không có tiền mặt ở ngoài mà vừa phải cắt lỗ các kiểu nữa, nên là họ lo sợ nên mà họ phải rút cái dòng tiền đó ra, và từ đó nó gây ra một cái đợt bán tháo lớn trên thị trường của chúng ta. Đó, và cái vấn đề thứ ba tiếp theo chính là vấn đề về Fed. Thì mình cũng đã từng nhắc rồi, có thể là Fed sẽ dự trù tăng lãi suất trong một cái thời gian ngắn tiếp theo chứ không phải như cái dự định trước đây nữa, tại vì là cái vấn đề lạm phát của chúng ta đang ngày càng leo thang, và Fed phải bắt buộc tăng lãi suất để mà có thể điều chỉnh lại cái mức độ lạm phát đó để mà củng cố cho cái nền kinh tế của Mỹ. Đó, một cái trục kinh tế thế giới đó anh em. Vì thế những cái thông tin nó như vậy nó mới khiến thị trường của chúng ta bán tháo một cách kinh khủng vào cuối tuần qua như thế. Thì và một cái điểm nữa mình luôn nhắc đến cho anh em rằng là cái tỷ lệ long short của chúng ta nó quá là nhiều đi. Đây, mình sẽ cho anh em thấy rằng là cái này là tỷ lệ long short của BTC đó. Thì anh em thấy vào một cái cú sụp như vậy đó, lúc này đó anh em thấy cái funding rate nó rất là cao. Đó, thì chúng ta đã phải gánh chịu một cái cú điều chỉnh vào tầm khoảng 66.000 đô, đúng không? Xuống tầm khoảng là 58.000 đô đi. Nhưng mà thị trường của chúng ta vẫn quay lại một cái câu chuyện là cái mức thẩm thấu của nó. Đó, nếu mà cái funding rate này á, nó cứ duy trì như vậy, và mình cũng nhớ rằng là mình cũng đã từng cảnh báo trong một cái video mà mình làm cũng gần đây thôi đến cho anh em rằng là thực sự cái câu chuyện funding rate là cái câu chuyện mà mình cực kỳ sợ luôn anh em. Tại sao mình lại sợ như vậy? Tại vì là khi mà nó cao như vậy thì cái hiệu ứng hòn tuyết lăn nó sẽ đổ dập ngay lập tức luôn, và nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của thị trường trên phái sinh, và rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường phái sinh ở vị thế long họ sẽ hoàn toàn bị thanh lý, và nó thanh lý cực kỳ nhanh luôn. Và nếu mà họ không muốn thanh lý thì sao? Thì họ phải đép thêm tiền vào để mà họ duy trì cái vị thế của họ. Nhưng mà anh em biết, khi mà nó cuộn xuống một cách khủng khiếp như vậy thì càng đép thêm tiền vào nó sẽ càng xuống mà thôi, và nó cuốn phăng tất cả những lệnh long ở trên thị trường vào thời điểm đó. Thì mình nhớ không nhầm là vào chủ nhật luôn, mình đang ngồi ở nhà, mình bật tin tức lên, mình xem, mình làm những cái bài viết cho anh em, thì tự nhiên mình thấy Bitcoin nó đâm, mình cực kỳ hoảng luôn. Và mình tưởng là mức 50.000 đô là mức thấp nhất rồi, nhưng mà anh em biết không, chỉ trong vòng nửa tiếng thôi nó đâm một phát một xuống 42.000 đô luôn. Có rất nhiều lệnh long bị thanh lý, và mình cũng đã chụp lại cái ảnh vào cái thời điểm đó cho anh em xem. Tức là cái này đó thì anh em thấy là trong 24 giờ vào thời điểm đó, đã cuốn phăng khoảng 2,22 tỷ đô la. Đó, mà đa số đó đều là lệnh long. Và trong một tiếng đó anh em, đó một tiếng mình vừa nói đó thì nó đã khoảng là 1,3 tỷ rồi. Nó cực kỳ kinh khủng như vậy. Và mình hãy so sánh lại cái bức tranh ngày 19 tháng 5 thì mình không nói rồi nha. Ngày 19 tháng 5 là nó còn kinh khủng hơn như thế nữa. Nhưng mà mình hãy so sánh lại cái bức tranh vào tháng 4 đi. Mình cũng nhớ không nhầm là trong một cái buổi sáng hôm đó đó, Bitcoin gãy 8.000 đô. Và lúc đó chúng ta ghi nhận được là khoảng là 7 tỷ USD bị thanh lý. Thì cái đợt này nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, thì anh em thấy là funding rate là một cái câu chuyện cực kỳ đáng sợ, và thị trường phái sinh là một cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Và mình không bao giờ khuyến khích anh em rằng là chúng ta nên tham gia vào thị trường phái sinh cả, là long short đó anh em. Ok, vậy thì trong cái đợt sụp của Bitcoin lần này thì chúng ta có những cái sự kiện gì, những cái sự kiện hay ho gì ha? Thì anh em thấy là một cái sự kiện mình cảm thấy là mình cũng khá là mắc cười, thật ra là đau thương thôi, nhưng mà những cái sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta, những cái phản ứng của các cá voi, các cá mập luôn khiến chúng ta cảm thấy thích thú, và đó là cái điều mà mình rất là yêu cái thị trường này anh em. Thì vào cái cú sập của Bitcoin đó mình buồn, nhưng mà sau khi mình thấy được là tổng thống Nayib Bukele đó, thì ông đã mua 150 Bitcoin ở cái mức giá trung bình là 48.000 đô. Thì anh em thấy rằng là khi mà ông mua cái mức giá trung bình là 48.670 đô đó, thì Bitcoin lập tức dập về khoảng 42.000 đô luôn. Thì lúc đó mình có ngồi mình tính cho anh em rằng là có lẽ như là tổng thống của El Salvador ông đã bắt đáy hụt rồi, thì ngay cả chính ông cũng xác nhận này mà, cái này thì là một cái tiếng chữ tục đó. Nhưng mà mình tạm dịch ra cho anh em là ban đầu là ông rất là vui khi mà ông mua được 150 Bitcoin ở giá là 48.670 đô. Nhưng ngay lập tức khi mà đâm xuống như vậy đó thì ông nói rằng là chết cha rồi, tôi đã bắt đáy hụt rồi, chỉ 7 phút trước thôi, tức là mới vừa mua xong rồi 7 phút sau nó đâm đó anh em. Thì mình cảm thấy rất là mắc cười về cái sự kiện này. Và tính cái giá thời điểm hiện tại đó thì tổng cái số lượng đầu tư Bitcoin của đất nước El Salvador trong cái ngân khố dự trữ đó thì nó đã có lời rồi. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì mình ngồi mình tính tay, thôi. Thì mình tính vào cái lúc mà trước khi luật El Salvador có hiệu lực vào tháng 7 đó anh em. Đó thì ông đã mua khoảng là dường như là 300 Bitcoin ở mức là 45.000 đô. Và sau đó là ông cứ bổ sung như vậy lên cái mức gọi là 54.000 đô, 5.000 đô các kiểu. Thì mình ngồi mình lục lại tất cả cái dữ liệu và mình tính tay. Thì sau khi mình tính tay đó thì mình ước chừng lượt cái mức DCA, cái mức trung bình giá của ông đó thì nó rơi vào tầm khoảng 49.405 USD. Và tổng cái số lượng BTC mà El Salvador đang nắm giữ đó là 1.370 Bitcoin. Đó, với cái mức giá trung bình là 49.000 đô. Thì vào cái cú đâm vào hồi chủ nhật đó, khi mà Bitcoin nó dao động xuống 42 và nó giật lên tầm 47 đó, thì đúng rồi, nếu mà cái mức giá trung bình bạn mua là 49.000 đô thì nó 47.000 đô, thì dường như là tất cả các lợi nhuận của El Salvador đều biến mất luôn, thậm chí là thua lỗ luôn. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại đó thì El Salvador dường như là đã có lợi nhuận rồi, và lợi nhuận một ít rồi đó. Nhưng mà vào cái thời điểm đó là dường như là tất cả những cái lợi nhuận của El Salvador đều tan biến mất. Và chúng ta đã có thêm một cái người bắt đáy hụt nữa vào cái thời điểm đó nha em, chứ không phải là vào thời điểm hiện tại nha. Đó chính là Justin Sun. Justin Sun thì dành cho anh em nào chưa biết chính là CEO của đồng Tron đó, của cái dự án TRX đó. Thì Justin Sun cũng đã theo tổng thống của El Salvador để mà bắt đáy luôn. Thì ông cũng bắt đáy hụt khoảng là 47.000 đô. Đó, nhưng mà tất cả hiện tại khi mà Bitcoin đã phục hồi cho đến ngày hôm nay và đang di chuyển ở mức là 50.600 đô thì tất cả đã đều có lợi nhuận rồi. Ok, vậy thì chúng ta hãy tiếp đến thông tin tiếp theo đi. Thông tin tiếp theo mình cho rằng đây là một thông tin cũng khá là quan trọng vào sáng hôm nay khi mình biết được, đó chính là giám đốc của cơ quan tình báo Mỹ đó anh em, chính là CIA. Thì nhắc đến CIA thì mình nghĩ rằng chắc anh em nào mà hay xem phim, anh em nào mà hay đọc về những cái vụ án kịch tính, những cái vụ trinh thám kịch tính mà bậc nhất thế giới, tội phạm gì đó, thì CIA dĩ nhiên là một cái tên mà rất là đình đám rồi, và mình nghĩ rằng bất kỳ anh em nào cũng biết. Thì CIA á, thì giám đốc của CIA đó là ông William Burns á, thì ông có nói rằng là sao, ông đã xác nhận rằng là cái tin đồn trước đây là rằng là CIA có tham gia vào cái thị trường này. Thì anh em biết á, là trước đây á, đã có rất nhiều đồn đoán cho rằng là cơ quan tình báo Mỹ đã tham gia vào cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta bằng một cái cách nào đó. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, mình nhớ không nhầm là vào thời điểm 2019 á, thì lúc đó là CIA đã hoàn toàn không có phản ứng gì với bất kỳ cái thông tin này. Và lúc đó đó CIA nói rằng là thậm chí còn phủ nhận Bitcoin cơ, và cho rằng là Satoshi Nakamoto là hoàn toàn không có tồn tại đó. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó, vào năm 2021 của chúng ta, và cụ thể là vào sáng hôm nay, thì CIA đó đã xác nhận rằng là họ đang hoạt động với các dự án tiền mã hóa, rằng là họ đang chỉ dịch một cái số dự án có liên quan đến tiền mã hóa và nghiên cứu sâu hơn vào cái thị trường này. Để làm gì? Để họ nghiên cứu vào cái lĩnh vực gọi là hack rồi ransomware, để mà họ có thể cải thiện cái tình hình hệ thống mạng của Mỹ đó. Tại vì anh em biết rằng là những cái vụ hack, những cái vụ tấn công ransomware thì dường như là trong năm nay nó đã quá là phổ biến rồi. Nó làm mất đi của những người dùng, những tin tặc họ đòi chuột tới trị giá là hàng triệu đô la cơ. Thì CIA đã bước chân vào cái lĩnh vực này, và đây cũng là mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái tin vừa tốt mà vừa xấu cho chúng ta. Tại vì sao? Tại vì là nhắc tới cơ quan tình báo mà anh em, thì nó đều có hai mặt cả. Thì cái này á thì nó sẽ đi sâu vào phần chính trị nhiều quá, nên là mình sẽ không nói sâu về cái vấn đề này. Nhưng mà theo mình đây là một cái thông tin vừa tốt vừa xấu đối với chúng ta mà thôi. Rồi, về cái dữ liệu của on-chain của Bitcoin thì sao? Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ngay lập tức luôn. Thì á, đây là ông Ki Jong Yu, thì ông là CEO của CryptoQuant. Thì anh em cũng đã quá quen thuộc với CryptoQuant rồi, là một cái trang dữ liệu on-chain cực kỳ uy tín trên thế giới rồi. Thì ông Ki Jong Yu đó thì ông đã nói rằng là sao? Ông nói rằng là cái dữ liệu của chúng ta đang cho thấy rằng là rất nhiều cá voi đang đẩy Bitcoin lên các sàn giao dịch. Và cái tín hiệu này là một cái tín hiệu rất là tiêu cực cho chúng ta. Tại vì sao? Tại vì mình cũng dễ là hiểu thôi, đúng không anh em? Khi mà các cá voi đó họ đẩy cái số lượng Bitcoin của họ nè, anh em thấy không? Họ đẩy cái số lượng của Bitcoin của họ lên sàn giao dịch đó, thì dĩ nhiên rằng là họ sẽ xả. Nó sẽ gây một cái tâm lý hoang mang cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, hoặc thậm chí là cái hành động của họ đẩy lên như vậy, họ để yên, họ không làm gì cả, để họ tạo nên một cái sự hoang mang, để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ xả xuống và họ mua cũng được. Hoặc là những cái trường hợp khi mà họ đẩy lên để mà họ gom altcoin, họ chuyển sang altcoin cũng được luôn. Và tất cả những trường hợp đó mình cũng đã từng chia sẻ trong một video trước đây của mình rồi. Nó có nhiều cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nhìn chung đó thì cái động thái mà cá voi đẩy Bitcoin lên sàn lớn như vậy thì nó vẫn là tiêu cực. Đó, nhưng mà thì cái điều này hợp lý khi mà chúng ta nhìn qua cái dữ liệu của on-chain, khi mà vì tất cả nguồn dự trữ Bitcoin trên sàn giao dịch đó anh em, thì nó đã có một cái xu hướng là nó đang được đẩy lên rồi, nó đang được đẩy khá lên rồi đó. Thì nhưng mà sao, nhưng mà cái điều này đó nó cũng khiến mình rất là quan tâm. Nhưng mà khi mình vào mình tra những cái ví của Bitcoin lớn nhất trên thế giới đó, thì ở đây anh em có thể thấy rằng là cái ví này là ví của sàn Binance này, đúng không? Ví này là ví của Bitfinex, và ví này dường như là một ví cá nhân. Thì vào ngày hôm qua đó, khi mà mình click vào để mà mình xem đó, thì ví này đó trong tháng 11, một cái tháng down của chúng ta, thì đã dường như là chỉ có mua và mua mà thôi. Thì mình cũng đã chia sẻ trong tuần trước rồi là mua cho đến ngày 30 tháng 11 nè. Đó, thì bắt đầu tháng 12 của chúng ta thì ví này vẫn tiếp tục mua. Và trong cái đợt mà sụt giảm giá của chúng ta vào cuối tuần đó, thì ví này vẫn chưa hành động đâu anh em. Đâu, để mình xem nè. Vào chủ nhật đúng không? Vào chủ nhật là ngày 5. Ngày 5 thì ví này vẫn chưa hành động đâu. Nhưng mà tới khoảng ngày 7 tháng 12, tức là vào ngày hôm qua đó, khi mà Bitcoin hồi phục lên ngưỡng giá trên 50.000 đô đó, thì tự nhiên ví này lại hành động. Thì họ hành động ra sao? Cái ví này đã mua khoảng là 50.700 đô cho mỗi Bitcoin, và cụ thể là 2.700 Bitcoin. Và trong ngày hôm nay thì ví này tiếp tục mua 230 Bitcoin và 158 Bitcoin ở 50.500 đô và 600 đô. Thì cái động thái này cho mình thấy rằng là dường như cái động thái mà các cá voi đang đẩy Bitcoin lên sàn, và tự nhiên những cá voi khác lại có động thái là gom Bitcoin. Thì ở đây chúng ta dường như hiểu rằng là đang có một cái sự giằng co rất là quyết liệt ở cái ngưỡng giá là 50.000 đô. Đó là cái nhận định của mình. Tức là sao? Tức là một bên cá thì đẩy lên, một bên cá thì gom lại. Đó, tức là họ đang giằng co ở cái mức giá này. Và mình nghĩ rằng là nếu mà Bitcoin có thể vượt qua được cái mức giá này và bay thẳng lên 51.000, 52.000, an toàn nhất là trên 52.000, thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ để hồi phục lên ATH, thậm chí là lên 100.000 đô la trong năm nay. Đó, thì đó là những cái nhận định của mình. Tại vì là khi mình nhìn vào đây mình thấy có người đẩy, có người mua, và hầu hết là những cá voi họ đang đấu với nhau mà thôi, chứ dường như không có một cái sự chen chân của những nhà đầu tư nhỏ lẻ như thế này. Tại vì vào cái thời điểm này đó, những nhà đầu tư nhỏ lẻ một phần là họ lo sợ, một phần là họ không bán, họ cắt lỗ và họ chỉ hô mà thôi. Tại vì thị trường của chúng ta đang trong cái giai đoạn nó rất là khó chịu như thế này, nên mình nghĩ là đa số anh em đều như vậy, chẳng ai cắt lỗ và cũng chẳng ai mua thêm, và chúng ta chỉ đang đợi về bờ, hoặc là ở những anh em nào mà đang có lãi ít thì cũng sẽ chốt mà thôi. Đó, ok. Vậy thì cái tình hình on-chain như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, và chúng ta tiếp đến với những tình hình của các altcoin khác đi. Thì cũng trong ngày hôm qua thì chúng ta nhận được một cái tin khá là lớn đối với Chainlink. Thì đối với mình thì trong năm nay Chainlink cũng đã tăng trưởng khá là mạnh rồi. Đó, nhưng mà thực sự là cái mức độ tăng trưởng của Chainlink đối với một số cái đồng coin khác thì nó vẫn hơi lép vế một tí thôi. Mặc dù là đối với mình Chainlink vẫn luôn là một cái dự án cực kỳ đỉnh ở trong thị trường của chúng ta. Đó, một ông vua Oracle. Thì trong ngày hôm qua đó thì chúng ta đã có một cái sự gia nhập của ông Eric Schmidt. Thì ông là cựu CEO của Google anh em, và là một người rất có trọng lượng ở trong thung lũng Silicon và thế giới công nghệ. Thì ông đã trở thành cố vấn cho Chainlink. Đó, thì đây dường như là một cái big news, một cái tin tức cực kỳ lớn đối với Chainlink luôn. Và nếu xét về đường dài đó thì mình cũng tin tưởng rằng là Chainlink sẽ có những cái bước đổi mình tiếp theo trong tương lai, và nhất là về mặt phản ứng giá, để cho những người holder Chainlink, những ai tin tưởng Chainlink có thể gặt hái được cái thành công trong tương lai hơn ha. Rồi, và cũng trong ngày hôm nay chúng ta có một cái ông lớn, đó chính là Ubisoft. Ubisoft là, để cho anh em dễ hiểu á, tức là Ubisoft là một trong những nhà phát hành game, những công ty game dường như là lớn nhất trên thế giới rồi. Thì họ đã bước chân vào lĩnh vực game và NFT. Đó, mà cụ thể rằng là họ sẽ kết hợp với Tezos. Tezos là cái đồng XTZ đó anh em. Đó, để mà họ có thể họ chen chân vào cái lĩnh vực này. Mà Ubisoft á, trước đây á, là một ông lớn trong lĩnh vực game truyền thống. Đó, và khi bây giờ ông bước chân vào cái lĩnh vực này á, thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo một cái sự đột phá lớn rồi. Nhưng mà Ubisoft đã vấp rất nhiều cái tranh cãi từ những cái gã khổng lồ game truyền thống khác. Như chúng ta có thể thấy là Steam. Thì vào tầm khoảng 2 tháng trước đó anh em, thì Steam đã đưa ra một cái lệnh cấm rằng là chúng tôi sẽ cấm tất cả những blockchain game, những NFT triển khai trên nền tảng chúng tôi, vì cho rằng là những người dùng họ sẽ bị tổn thương bởi cái lĩnh vực game NFT này. Tại vì những nhà phát hành game truyền thống họ cho rằng là những cái game NFT này chủ yếu là để mà bào tiền người dùng mà thôi, chứ thật sự là nó không mang lại một cái lợi ích gì cho những người dùng, những người game thủ, những người chơi game của họ cả. và chúng ta vấp phải sự phản đối của Steam, chúng ta vấp phải sự phản đối của Xbox. Đó, Xbox là một cái nhà phát hành game chủ đạo của bên Microsoft đó anh em. Mặc dù Microsoft đã tiến vào không gian Metaverse rồi, nhưng mà về cái mảng game của họ là Xbox thì họ nói không với cái vấn đề đó, và họ cũng có một cái quan điểm tương tự với Steam. Thì dĩ nhiên khi mà Ubisoft bây giờ đã thâm nhập vào rồi thì những cái đối thủ của Ubisoft lập tức gây tranh cãi liền, và đang có một cái sự đấu đá nhất định giữa các ông lớn này. Và mình cho rằng cái sự đấu đá, cái sự tranh cãi giữa các ông lớn này nó cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu mà thôi. Hoặc thậm chí nếu chúng ta nghĩ một cách thoáng ra hơn nữa thì đây là một cái tín hiệu vô cùng tích cực đối với mảng game, NFT, GameFi, Metaverse luôn. Tại vì sao? Tại vì khi mà các ông lớn truyền thống đó, một người bước chân vào rồi thì những đối thủ của họ còn lại chắc chắn là sẽ cũng tranh cãi với nhau và sẽ suy nghĩ rằng là nếu mà đối thủ của mình bước chân vào cái miếng bánh này rồi thì nếu mình không bước chân vào thì mình sẽ bị thua thiệt nó hay sao? Đúng không? Và cái điều này nó sẽ dẫn tới một cái tương lai rằng là cái mảng game, NFT, blockchain game thì nó sẽ cực kỳ phát triển, và nó đã dần dần hình thành nên một cái động lực như thế rồi khi mà Ubisoft bước chân vào. Và dành cho anh em nào chưa biết thì Ubisoft đã từng kết hợp với Tezos vào tháng 4 rồi. Là sao? Là Ubisoft trở thành một validator của Tezos, một baker để mà một cái nhà có thể xác thực những giao dịch của trên blockchain Tezos đó. Và là vào tháng 4 thì bây giờ họ đã cùng Tezos bước chân vào cái lĩnh vực game NFT này rồi. Rồi, ok. Và đặc biệt về GameFi mình vừa nói xong thì chúng ta trong tuần này chúng ta cũng có cái sự kết hợp của Binance Smart Chain và Animoca Brain. Thì cả hai ông lớn này cũng đã cùng bắt tay nhau để mà lập nên một cái quỹ 200 triệu USD. Là đây là một cái sự hợp tác song phương nha anh em. Tức là Binance Smart Chain bỏ ra 100 triệu, Animoca Brain bỏ ra 100 triệu, hai ông hợp lại lập một cái quỹ để mà có thể đẩy mạnh cái phong trào GameFi được xây dựng trên BTC. Đó, thì dĩ nhiên rồi, bây giờ hiện tại cái trend của chúng ta vẫn là trend Metaverse và GameFi đã hình thành nên cách đây 1 tháng, 2 tháng rồi, và đến bây giờ nó vẫn là một cái trend trọng yếu của thị trường của chúng ta. Nếu mà mình không muốn nói là cái trend này nó đang kéo dậy thị trường trong những ngày gần đây đó anh em. Ok, và tiếp theo nữa thì một cái nhân vật mà mình cho rằng là mình cũng không biết nói từ gì nữa, nhưng mà mình cũng cho rằng là mình khá là mất kiên nhẫn đối với cái nhân vật này, đó chính là Cardano. Thì Cardano đó thì ở trong những cái video đợt trước rồi, và chính bản thân mình cũng làm về Cardano rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đó thì mình vẫn cảm thấy mình dường như mình hơi bị mất kiên nhẫn đối với cái ông này. Tại vì sao? Tại vì là vào ngày 7 tháng 12 đó, là vào ngày hôm qua đó anh em, thì mình rất trông chờ vào cái DApp đầu tiên của ADA. Đó chính là cái SundaeSwap. Thì đây là một cái sàn DEX thôi, cái sàn DEX được xây dựng trên ADA thôi. Thì vào cái ngày mà tung ra testnet đó anh em, là vào ngày 5 tháng 12 thì SundaeSwap tung ra testnet để cho người dùng thử, để cho người dùng trải nghiệm thử cái nền tảng này. Nhưng mà ok, mọi thứ lại đâu vào đấy thôi. Cuối cùng thì SundaeSwap đã thông báo rằng là chúng tôi vẫn đang bị lỗi. Mà anh em có cảm nhận với mình không? Ông đã tung ra testnet rồi chứ đâu phải là mainnet đâu, đúng không? Testnet mà là DApp đầu tiên của hệ sinh thái ADA nữa, mà tung ra testnet rồi bị lỗi. Nó là cái quái gì vậy? Có phải là giống như kiểu là ADA đang rất là trêu đùa các nhà đầu tư đó anh em. Một năm trước thì George Hawkinson nói rằng là đến ngày này năm sau, trên hệ sinh thái của ADA chúng tôi sẽ có hàng trăm nghìn tài sản, hàng tấn DApp, các kiểu con đà điểu hết, đúng không? Nhưng mà tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có gì, thì mình đã cho qua cái vấn đề đó rồi. Tại vì là mình nghĩ rằng là ADA cũng sẽ build từ từ lên đó. Và cuối cùng thì sau khi ra cái mainnet Alonso, chúng ta vẫn đã mong rất nhiều smart contract sẽ được xây dựng nên, nhưng mà đã 10 tuần rồi chúng ta không có gì cả, nó chỉ là một cái bãi đất trống mà thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại vào ngày 7 tháng 12 chúng ta đón chờ một cái DApp đầu tiên nha anh em, chứ không phải là một cái DApp thứ 100, một cái DApp thứ 50, một cái DApp thứ 1000 để mà nó có lỗi. Nếu mà anh em làm quá nhiều DApp đi thì bây giờ nếu mà nó có lỗi á, thì nó cũng chả sao cả. Tại vì rằng là con người chúng ta làm gì mà không có lỗi, đúng không? Chúng ta làm quá nhiều việc thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ bị mắc lỗi mà thôi. Nhưng mà đây là một DApp đầu tiên nha anh em. DApp đầu tiên được xây dựng trên blockchain Cardano mà cuối cùng là ra bản testnet mà testnet còn bị lỗi nữa. Và anh em thấy cái tweet của họ đó, họ cũng mình cảm thấy nó rất là trêu đùa nhà đầu tư luôn. Tại vì sao? Anh em thấy khi mà họ nói lỗi, đúng không? Họ nói rất là kinh khủng như vậy. Và ngay cả chính IOHK cũng nói rằng là thông qua SundaeSwap thì cái nhu cầu DeFi của người dùng sẽ được Cardano thúc đẩy cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đó, nhưng mà đến khi bị lỗi thì anh em thấy cái phản hồi của họ như thế này, mình dịch ra cho anh em luôn. Đó, có lẽ phải thay đổi thương hiệu thành SundaeSwap mà thôi. Và nói một cách nghiêm túc, chúng tôi đã thấy phát hiện lỗi trong cái việc triển khai và chúng tôi đã cải thiện sau khi hoàn thành. Rồi cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Chúng ta đã kiên nhẫn quá lâu rồi anh em. Thì mình cảm thấy mình rất là bị bức xúc về cái vấn đề này, và mình không biết những anh em đang holder ADA đang có bức xúc giống mình hay không. Đó, thì đó là một cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em thôi. Và có lẽ chúng ta phải cần kiên nhẫn hơn đối với cái trường hợp này. Ok, vậy thì tiếp đến đi. Tiếp đến thì mình muốn gửi đến cho anh em một cái drama cũng không kém phần hấp dẫn với ADA đâu. Đó chính là SushiSwap. Thì cái bài viết, thì cái sự kiện này nó cũng khá là dài vì nó liên quan đến đội ngũ những nhà sáng lập, CTO, rồi những cái giám đốc điều hành trong đây. Thì mình sẽ để cái link này bên dưới để cho anh em vào anh em xem cái drama của Sushi nó như thế nào. Vì theo mình rằng là đây là một cái bài viết cực kỳ hay luôn anh em. Mình phải nói cực kỳ hay. Nếu mà anh em nào không đọc thì coi như là chúng ta đã bỏ mất cái phần thanh xuân của mình rồi đó. Mình cảnh báo trước nha. Ok, thì đó, đây vì cái drama này thì anh em cũng đã thấy rằng là giá của Sushi đó cũng đã đâm khá là mạnh anh em. Và đâm và cứ tiếp tục như vậy thôi, chứ không hề có một cái sự tăng trưởng cũng giống như là một cái động lực nào cả. Và nếu mà Sushi không giải quyết được cái tình hình lùm xùm nội bộ trong đây thì mình nghĩ rằng là cái tương lai Sushi cũng sẽ rất là đáng báo động đấy. Rồi, chúng ta hãy tiếp đến một cái gương mặt mà mình sẽ nhắc cuối cùng đến cho anh em, một cái bật mí cho mình cho anh em nha. Đó chính là về Matic. Thì khi mình làm cái bài viết Matic này đó thì nó rơi vào tầm khoảng sáng Chủ nhật. Nhưng mà không may đó, khi mà sáng Chủ nhật khi mà Matic đang tầm khoảng 2 đô thì bị gánh chịu một cái cú đâm như vậy. Một cái cú đâm của Bitcoin thì mình cũng khá là bất ngờ. Hễ mình có làm một cái gì một phát là đâm liền. Đó, nhưng mà rất may mắn thì trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy Matic đã leo lên được 2.36 đô rồi. Một cái khoản phục hồi khá là mạnh. Và nếu mình nhớ không nhầm đó thì vào ngày hôm qua, để mình cho anh em xem, thì vào ngày hôm qua đó cái giá cao nhất của Matic thì nó rơi vào tầm khoảng là 2.5 và nó chỉ cách đỉnh là khoảng là 2.7 đô mà thôi. Thì cái động lực của Matic bây giờ mình nghĩ rằng nó cũng đang rất là mạnh anh em, khi mà chúng ta có một cái cuộc thảo luận về GK đó, về những cái mở rộng mạng lưới, về những cái công nghệ trong đó vào ngày 9 tháng 12 cùng với Vitalik Buterin và đội ngũ Matic, và cùng với đó là sự kết hợp với Uniswap. Thì cho anh em là chưa biết á, thì Uniswap á, cái quá trình bỏ phiếu để hỗ trợ thêm Polygon đó là họ đã được thông qua vào cái giai đoạn 1 rồi và đang tiến hành trên giai đoạn 2. Thì Polygon sau khi mà đạt cái mức 2,7 đô và tầm khoảng là khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó thì đã có một cú chỉnh rất là lâu đến bây giờ. Thì mình nghĩ là đối với những cái động lực bây giờ của Matic đó thì trong tương lai và rất là nhanh thôi, trong tháng này thì Matic vẫn có thể sẽ phá đỉnh và tiến lên một cái ATH mới. Và chúng ta hãy xem đi, chúng ta hãy xem đâu rồi, chúng ta hãy xem những cái quỹ đang được Rayscale để mà xem xét để mà có thể mở một cái quỹ. Thì ở cái cục bên trái đây, ở cục bên trái màn hình đây nè anh em, thì ở đây là những cái quỹ đầu tư mà Rayscale đã mở rồi, còn ở đây là những cái tài sản mà Rayscale đang xem xét để có việc hướng tới cái việc mở quỹ hay không. Thì chúng ta đã có cái tên Matic ở đây và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái động lực rất là tốt để giúp cho Matic có thể bay hơn nữa ha. Và cùng với đó chúng ta cũng có những cái gương mặt DeFi như là 1inch nè, hoặc là CRV đó, hoặc là Loop Ring cũng thì cũng đã bay rồi đó. Nhưng mà mình cũng bật mí cho anh em, cái này là quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Thì anh em hãy, bây giờ chúng ta hãy nên nhìn vào những con DeFi đi, như là 1inch thì chúng ta cũng đã thấy rằng là trong tuần trước á, thì khi mà thị trường của chúng ta nó cứ sập sình như vậy thì 1inch đã huy động được 175 triệu đô la từ các nhà đầu tư nổi tiếng và trong đó có Alameda Research nữa đó. Và cái bức tranh DeFi của chúng ta bây giờ cũng đang hiện khá là rõ khi mà thị trường đâm như vậy, nhưng mà cái TVL của chúng ta vẫn đang duy trì ở mức là 258 tỷ đô, dường như là gấp 2 lần so với tháng 5. Tháng 5 thì mình nhớ không nhầm là nó chỉ tầm khoảng là 100 tỷ đô thôi, sau đó nó sụt giảm xuống còn 76 tỷ và bây giờ là 258 tỷ. Thì những cái cuộc chiến DeFi của chúng ta sẽ trở lại mà thôi, và cái trend DeFi của chúng ta sẽ quay trở lại khi mà cái phong trào Metaverse, GameFi nó dần nó đến cái mức mà mình gọi hay là cái mức bão hòa rồi. Thì cái mức bão hòa đó thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ khá là lâu thôi, cũng sẽ khá là lâu tiếp theo. Tại vì là bây giờ cái phong trào nó đang quá là mạnh và nó lấn át cái xu hướng của DeFi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại cái mùa hè DeFi năm 2020 đi, thì mình nghĩ rằng là khả năng cao thì DeFi sẽ quay trở lại với những cái gương mặt như trong đây anh em thấy, như là Matic nè, Winning nè, hoặc là những cái gương mặt như là MarketDAO, AV, Compound thì cũng sẽ đi theo cái xu hướng đó và tăng trưởng trở lại mà thôi. Ok, vậy thì mình nghĩ đến đây là video của mình cũng đã khá là dài rồi. Thì cũng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong cái video lần này. Thì một lần nữa, nếu mà anh em thấy hay, anh em thấy những cái kiến thức bổ ích, thì anh em hãy dành cho Coin68 TV một like và một subscribe, để cho bên mình có thêm nhiều động lực nữa để mà ra những cái video chia sẻ đến cho anh em những cái kiến thức bổ ích hơn nha. Ok, xin chào anh em, bye bye.